Biết liên quan tới nội dung trên thì những ngày vừa qua thì trước thông tin xăng dầu tăng giá mới thì nhiều cây xăng tại Nghệ An thì lại bất ngờ treo biển là hết xăng, khiến người dân gặp rất nhiều khó khăn trong việc mua xăng dầu. Và nhiều người thì tỏ ra bức xúc khi mà cho rằng các đơn vị này đã cố tình găm hàng và chờ mốc tăng giá mới. Từ ngày 24 tháng 10, nhiều cây xăng trên địa bàn huyện Quế Phong bất ngờ treo biển hết xăng, khiến người dân không có nhiên liệu để đi lại. Sáng ngày 25 tháng 10, huyện Quế Phong đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành. Nguyên nhân được xác định là kho chứa xăng của cơ sở này đã cạn, không đủ để bơm phục vụ khách hàng. Nguyên nhân của nó là do trong cái thời điểm diễn ra Covid, thì là cái lượng bà con đi lại và phục vụ sản xuất trên địa bàn nó giảm, nên là cái lượng hàng nhập về nó ít và cái lượng cung cấp nó cũng bị gián đoạn. Sau Covid thì là trở lại trạng thái bình thường mới thì toàn bộ cái hoạt động sản xuất cũng như là các hoạt động khác thì trở lại bình thường. Và cái nhu cầu tiêu thụ thì nó là rất là lớn, nên là không đủ hàng hóa để đáp ứng. Công ty xăng dầu Nghệ An khẳng định là việc cung cấp hàng hóa xăng dầu cho tất cả các khách hàng nhận quyền ký hợp đồng nhận quyền thương mại đối với công ty là cấp đúng theo tiến độ mà khách hàng nhận hàng trong điều kiện bình thường. Cũng như là Quế Phong cũng thế, chính khách hàng chúng tôi vẫn đảm bảo hàng hóa cho chính cái cửa hàng mà ký hợp đồng nhận quyền thương mại chúng tôi là đầy đủ cả hàng hóa theo đúng tiến độ bình thường của các khách hàng hàng kỳ lại ở công ty, không bán về đêm, lấy lý do là có thể là do điều kiện nào đó mà dừng bán, hoặc là thông báo hết hàng, hoặc là bằng nhiều biện pháp, ví dụ mất điện chẳng hạn. Đối với các cửa hàng xăng dầu mà có biểu hiện hiện tượng thì quan điểm chỉ đạo của sở là xử lý nghiêm túc theo quy định 83. Theo Sở Công Thương Nghệ An, không chỉ ở huyện Quế Phong mà một số cây xăng khác tại huyện Kỳ Sơn, Yên Thành, thành phố Vinh cũng treo biển hết xăng trong mấy ngày gần đây.